Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay chúng tôi đứng ở cái chỗ này là cái chỗ hai cái bên này là cái cổng chào Lộc An này, cổng chào vào cái xã Lộc An nha quý vị. Trên cái đường này, mặt tiền đường này là mặt tiền đường ven biển nha quý vị. Mặt tiền đường ven biển Lộc An. Đó, thì cho quý vị xem cái vị trí Google Map. Đây là đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu này. Đó. Chỗ này bên này là có quán Bảo Giang này. Bãi tắm Lộc An thì tạm thời đóng cửa, không biết là cắm ra giữa đường này của bãi tắm Lộc An. Thì nếu quý vị xác định vị trí nhé, quý vị có thể xem cái quán Bảo Giang này. Bảo Giang hay Bảo Giang? Bảo Giang. Cái chỗ này là đường ven biển Lộc An và ngoài biển thì ở chỗ này nhé quý vị. Đây, biển ở đây. Bãi tắm Lộc An ở đây. Quý vị có thể đi từ đây, đi qua cái đường này vào này, đi vào bãi tắm Lộc An, hoặc đi ra đến phía ngoài này, đi vào đây cũng vào ra bãi tắm Lộc An được. Chỗ này gần gần biển nha quý vị. Nếu mà theo đường chim bay chắc chỉ khoảng 500-600 mét thôi, 400-500 mét gì đó. Nhưng mà nếu mà đi đường đạp xe thì cũng phải mất cả cây số mới ra đến biển. Gần đây có nhà hàng Vườn Dừa Lộc An này, có đông khách hay đến ăn mỗi khi xuống Lộc An. Đó, biển ở phía ngoài này nha quý vị. Thì vị trí ở Google Map là như thế này. Đấy, vị trí Google Map ngay cái cổng chào Lộc An, cổng chào Lộc An chỗ này này. Đó. Sổ lô đất như thế này nha quý vị. Nếu mà để xoay theo đúng chiều mà chúng tôi đang đứng để gọi là nhìn theo cái đường đi thì nó sẽ này. Sổ này đúng hướng chính, đúng chính bắc luôn. À, hướng bắc. Quý vị xem Google Map, quên xem sổ, quý vị có thể xem cái dựa trên cái này để xem cái hướng của lô đất. Cái lô đất này từ 6 đến 7 là chiều ngang là 15 mét đúng nha quý vị, 15 mét, 10 đằng trước 15 mét, đằng sau 15 mét, từ 1 đến 2 cũng 15 mét. Đó, 1 đến 2 này 15 mét, chiều sâu dài nhất là 87 mét, diện tích của lô đất là như này, 1310 mét vuông, có đất ở là 150 mét vuông, còn lại là đất trồng cây lâu năm. 1160 mét vuông là đất trồng cây lâu năm. Đó là diện tích của lô đất. Đây là thực tế phía ngoài nha quý vị. Này, phía đối diện này có miếng đất khá to mà người ta quây rào, phải chắc lại các nhà đầu tư Sài Gòn mua để dành hay gì đó. Đây, đường xá là xe đi rất là nhiều, chỗ này sản xuất kinh doanh, làm nhà xưởng hoặc là để ở là được. Cái danh lô đất là giáp với cái nhà này nha quý vị. Tôi phải nhìn xe chứ đi qua lại nguy hiểm lắm. Cái danh lô đất là giáp cái nhà này. Trên lô đất của mình có hai cái cây đu đủ sai trái có quả chín. Lô đất này đang để trống thôi, chưa làm gì cả. Ngang 15 mét, bắt đầu từ cái nhà này đi ra 15 mét, sâu vào trong đấy 87 mét, diện tích là 1310 mét vuông, có 150 mét đất ở. Quý vị đi thì đến cái chỗ cổng chào Lộc An này có hai cái này là quý vị sẽ xác định được. Ở trên kia có một cái cầu. Ở bên này có quán cà phê Bảo Trang nhé. Vừa nãy là Bảo Giang, cà phê Bảo Trang này. Đó, Bảo Trang. Chỗ này kính chúc quý khách được hưởng lộ bình an này. Che, cây tre khuất kín, khuất hết rồi. Xã Văn Hóa Lộc An nha quý vị. Đó, cổng chào này. Ngay cổng chào này đi thêm 10 mét nữa là đến lô đất thôi. Đó. Thì ở đây mặt tiền đường lớn. Có cái dự án đường Vũng Tàu Bình Châu ấy, chạy qua đây, không biết là nếu mà mở rộng ra thì sẽ lấn vào đất của mình, nhưng mà đất của mình rất là dài, 87 mét, thì cho lấn thoải mái luôn, càng to càng đẹp. Thì ở cái vị trí này khá là đẹp, và thông thường ở đây người ta bán đất ở này theo mét vuông là người ta bán tầm 10 triệu đến 11 triệu cho cái đất mặt đường này. Tuy nhiên ở cái lô đất này chủ đang cần bán nên bán giá hấp dẫn là 8 triệu rưỡi trên 1 mét vuông. 8 triệu rưỡi trên mét vuông nhân với 1310 mét vuông hình như là ra 11 tỷ mấy. 11 tỷ 135 triệu rồi. Nhớ vừa nãy nhân sơ bộ là như vậy. Thì trên lô đất thì không có gì đặc biệt nha quý vị. Quý vị xem thông tin thì xem trên cái sơ đồ bề ngang, chiều sâu, quy hoạch thổ cư. Đây, đường xá xe chạy qua lại suốt ngày, sản xuất kinh doanh được nha. Đó, đường to đẹp rồi, trải thảm nhựa ngon lành rồi, dân cư sống ở đây thì cũng có khá là nhiều cái nhà hàng, rồi bán vật liệu xây dựng, hoặc là bên kia có sơn PU là sửa chữa đồ gỗ cũ này, đồ mộc
Đó. Thì nếu mà làm một cái nhà xưởng nhỏ nhỏ như thế này cũng được mà. Cái xưởng xe hay gara gì đó ở xa xa cái có xưởng cưa này. Đó, xưởng cưa này. Đấy, công ty cây cảnh ở đây này. Nói chung là chỗ này kinh doanh tốt, kinh doanh rất là tốt. Một lô đất khá là giá trị. Mua khá là tiềm năng. Khá là tiềm năng. Nếu mà đường Vũng Tàu Bình Châu mà đi qua thì lô đất này rất là giá trị. Chủ đang cần bán nên bán cái giá cũng cũng hấp dẫn thôi. Tôi biết một số lô ở trên cái mặt tiền đường này. Ở phía xa xa phía dưới kia tôi có một cái lô đất mà người ta đang bán là 12 triệu hiện trạng, còn nếu mà lên thổ cư hết thì người ta sẽ bán 15 triệu trên 1 m² cái mặt tiền đường này luôn, ở giáp danh với doanh trại quân đội. Bữa trước tôi vừa mới quay video đó, cách đây khoảng 300-400 m. 12 triệu là đất trồng cây, chưa có thổ cư nha. Còn nếu bán thổ cư là 15 triệu. Còn lô này thì bán 8 triệu rưỡi thôi. Đó. Thì quý vị nào quan tâm thì alo chúng tôi. Tất nhiên là nó có một cái là chiều sâu nó hơi dài, nhưng mà vẫn sử dụng 15 mét ngang là quý vị có thể xây biệt thự nghỉ dưỡng, rồi làm khách sạn homestay, mở quán ăn nhà hàng hay là quán cà phê hay các thứ. Một lô đất mặt tiền đường như này nếu mà quý vị kinh doanh tốt thì là cái lô đất này rất là giá trị. Đó, thì xin cảm ơn sự theo dõi video của quý vị, và nếu quý vị có cần thêm thông tin gì thì alo chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi ghim, gửi vị trí, gửi sổ, gửi quy hoạch cho quý vị. Bất động sản Tiền Nhân cảm ơn sự theo dõi video của quý vị, và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau.